Mẫn Mẫn và chuyến thám hiểm ẩm thực Thái Lan ngày thứ hai sẽ như thế nào? Muốn biết như thế nào thì bây giờ coi clip đi nè. Cô ca nôn được đi chơi quá mà, bởi vậy sáng dậy là ra kéo màn nói với mẹ là trời sáng đặng kêu mẹ dậy liền. Ok, bây giờ sửa soạn ha, đi xuống khách sạn gặp bà Bảo Càng Quét Sài Gòn và bây giờ tụi mình sẽ quyết định đi vào trung tâm thương mại Platin. U là trời, cô ca quơ cái chân trúng mặt mẹ Mẫn rồi nè. Nhóm Mẫn đã tới Bangkok vào tối ngày 6 tháng 1 rồi. Còn cái này là bước qua ngày 7 tháng 1 rồi nè. Buổi sáng tụi mình đã quyết định đi trung tâm thương mại Platinum. Vì cái chỗ khách sạn của Mẫn nằm ở trong một con hẻm đối diện với trung tâm thương mại này luôn, nên tụi mình chỉ cần đi bộ là qua tới liền. Ở trong đây người ta kinh doanh rất là đa dạng mặt hàng nha. Có kính áp tròng, là len đeo mắt của mọi người, rồi quần áo, đồ chơi trẻ em, và đặc biệt là có khu đồ ăn. Vì là sáng chưa có ăn sáng nên cả nhóm Mẫn sẽ quyết định đi dạo một vòng cái khu đồ ăn để tìm coi mình thích cái món nào mình vô ăn. Phải công nhận là cái khu ẩm thực ở trong mấy trung tâm thương mại của Thái Lan á, nhìn đồ ăn cực kỳ hấp dẫn luôn á, và tụi mình đã chọn được một cái quán rất là dễ thương để vào ăn nè. Quán này á thì tên gì không có biết nữa, nhưng mà tại vì thấy dễ thương quá nên tấp vô luôn. Mặc dù là Noel đã qua rất là lâu rồi, nhưng mà Mẫn đi ở trong mấy trung tâm thương mại cũng như đường phố Thái Lan á, Mẫn thấy những cái trang trí Noel người ta vẫn để còn nguyên si luôn. Và kể cả đồ ăn thức uống nha, một số món người ta vẫn còn trang trí theo chủ đề Noel luôn á. À, công nhận cái quán này trang trí dễ thương thiệt luôn mọi người. Bạn nào biết đọc tên quán này không chỉ cho Mẫn với, chứ Mẫn không có biết đâu. You like strawberry? Ly đựng nước á, và cách trang trí cũng rất là dễ thương luôn nè. Coca đã chọn một ly soda dâu, uống đã khác tuyệt vời. Còn bà Bảo Càng Quét Sài Gòn đã chọn một ly sinh tố dâu mà bên trong có sữa chua nữa. Bà Thảo Lẩu Cá thì uống nước ép trái cây. Còn Mẫn đã chọn một ly sinh tố dừa mà người ta trang trí Noel nè mọi người ơi. Nhìn thấy cưng ghê chưa? Tính ra trộm vía là trong 4 ly á, tôi kêu nhầm cái ly mà trang trí dễ thương đẹp nhất luôn. Thì đồ ăn nhóm Mẫn có kêu một phần bạch thái, nhưng mà bạch thái ở đây á, người ta xào với me hay sao á, nó có vị chua chua ngọt ngọt chứ không có nặng chanh vào. Rau xào ăn cũng ok. Còn đây á là món trứng chiên với thịt cua. Với món này thì phần trứng ăn tạm ổn, còn cái phần thịt cua mọi người nó khô ơi là khô luôn, y như là còn cái xác không vậy, không có còn cái dưỡng chất gì bên trong hay sao á. Coca thì đạo trứng chiên rồi, bởi vậy ảnh ăn rất là ngon miệng, ăn ngấu nghiến luôn. Người lớn thì ăn cầu kỳ nhiều món á, chứ Coca là cứ khoái cơm trắng với lại trứng chiên thôi ạ. Súp tôm dâm ở đây thì nêm nếm khá là đậm đà, vị béo chua và cay là ba vị nổi bật nha. Ngoài ra thì vị mặn ngọt cũng nêm nếm khá là hài hòa, không có vị quá chua và thiếu cái độ mặn ngọt như là tối ngày 6 tháng 1 Mẫn ăn ở ngoài phố Chinatown. Và tổng thiệt hại cho bữa ăn này là 1,422 baht. Đến thì cả nhóm Mẫn sẽ đi vòng vòng cái khu ẩm thực này. Trời ơi, ở đây có rất là nhiều món, nhìn vừa màu sắc đẹp nè, hấp dẫn mà nhìn nó lạ ơi là lạ, cái gì cũng muốn ăn hết trơn á. Thấy cái quầy bánh này màu sắc hấp dẫn quá nè, tấp vô mua liền cho Coca một hộp bánh mini vị sô cô la. Còn đây là một dạng bánh rán mà người ta tráng một lớp bột rất là mỏng, đợi khi bánh chín thì người ta cuộn lại ăn có vị béo béo. Quầy xôi xoài và quầy chè đây mọi người ơi, nhìn cái quầy chè topping mà mê luôn á, ghiền. Bị thu hút bởi cái tô bánh lọt á, Mẫn đã quyết định kêu một phần bánh lọt nước cốt dừa. Những sợi bánh lọt unu với màu xanh cực kỳ đậm luôn nha, khi mà mình ăn vào sẽ có cái vị bùi béo và một chút cái vị nhẫn nhẫn ở hậu. Và bánh lọt này có một cái mùi rất là đặc trưng, chắc là của một loại rau hay lá gì đó mà người ta dùng để tạo màu cho cái bánh lọt này á. Mua thêm một hộp nước dừa nè. Trời ơi, con cái tướng ông Coca đi nè, ông đang giả bộ thành cái xe lửa hình con nhìn nhện. Trước khi về thì sẽ tấp vào cái quầy này để mua một ít bánh kẹo mang về làm quà, mực bento, sầu riêng sấy rồi các loại kẹo bla bla. Còn cái này hình như là một con sâu chiên giòn. Coca mua cái gì đó. Sau khi ăn uống no say và đi dạo Platinum xong á, thì với những con người có thể lực yếu ớt như tụi mình đã quay lại khách sạn để vừa nghỉ ngơi vừa ăn uống tiếp. Dừa bên đây á, người ta làm sao hay lắm mọi người ơi, người ta lấy nguyên một cái cái dừa còn nguyên như thế này nè, bên trong có bọc nước dừa, mình chỉ cần đâm cái ống hút vào mình uống hết nước và sau đó mình ăn luôn cái cái dừa luôn. Nước dừa ta nói siêu ngọt luôn nha, cái phần cơm dừa thì nó không quá già cũng không có bị non quá, ăn rất là béo. Ăn no nê xong nằm ngủ nghỉ tí xíu, buổi tối thì tụi mình lại ghé ra siêu thị tiện lợi để mua nước. Thấy bên Thái cũng có trà ô long nên Mẫn lấy thử một chai uống coi có khác gì bên Việt Nam không, thì thấy cái mùi trà của nó nhẹ hơn bên Việt Nam mình nhiều. Rồi bây giờ cả nhóm mình lại tiếp tục bắt túc túc để đi đến khu Godfa. Không có rành nữa cả nhà ơi, Mẫn nghe mọi người động gì nên Mẫn ghi lại gì. Đây là một khu hội chợ mà bên trong chắc phải có hơn 100 gian hàng ẩm thực á. Khu hội chợ này á thì Mẫn nghe nói là mở hết các ngày trong tuần luôn và chỉ mở đến 11 giờ đêm thôi. Mẫn đi vào ngày 7 tháng 1, lúc đó là ngay thứ bảy luôn. Trời ơi siêu đông luôn á, mà cả nhà ơi, cả nhà nhìn coi này, có ai thấy con tôm càng mà nó bự chà bá bự như vậy chưa? Ở đây những cái quầy đông nhất chính là những cái quầy mà sườn cây Thái Lan nha. Người ta xếp hàng chờ dài thon luôn. Trộm vía là nhóm Mẫn đứng khoảng tầm 30 phút là đã có bàn rồi. Cái khúc này nè, cô chú biết ai quay không? Chính là cô ca đang cầm điện thoại quay giùm cho mẹ Mẫn với mọi người đó. Tụi mình đã chọn phần sườn cây có giá là 290 baht, size XL. Ăn sườn cây ở bên Thái rồi mới hiểu tại sao cái món này thịnh hành và nổi tiếng như vậy. Trời ơi, cái phần nước súp á nha, đậm đà mà siêu chua cay luôn. Thịt sườn được hầm mềm nè, rất là dễ nhai, mà đặc biệt á là vừa ăn thịt sườn vừa hút cái phần nước súp chua cay cho nó đã mà nó dính ơi là dính. Thật sự nếu mà các bạn đi qua Thái và có ghé tới cái khu
này á, thì các bạn cố gắng đứng xếp hàng để ăn thử cái món này đi nha. Rất là ngon, rất là xứng đáng. Nó bảo nó nghiền ăn gỏi đu đủ nên nó có kêu thêm một phần gỏi đu đủ. Còn Mẫn á, thì kêu thêm một phần gỏi xào huyết. Cái phần gỏi xào huyết này nè, người ta làm với lại cái mắm Thái, nhưng mà nó không phải là chua cay như bình thường mình hay ăn, mà nó là mặn với lại cay. Cái vị mắm Thái này nó khá là lạ. Mẫn thấy nó khá là giống với cái chai mắm Thái của cô gái múc băng đó mọi người. Rồi còn đây là một phần xôi xoài, 10 điểm cho phần trình bày nha, quá là đẹp luôn. Và phần xôi xoài này dành cho bé Coca. Trình bày thì đẹp nhưng mà có điều để nguyên cái vỏ đó thì trong lúc ăn hơi bất tiện tí xíu. Món xôi xoài này có mình Coca ăn à, Mẫn không có ăn nên không có review được. Kế bên thấy có một xe bán smoothie xoài, trời ơi cái ly 10 điểm cho phần trình bày luôn, quá là đỉnh. Tuy nhiên là khi uống vào cái vị nó hơi lờ lợ, nó thiếu thiếu cái gì đó, nói chung là không có vừa khẩu vị của Mẫn lắm. Thấy một cái quầy bánh này nhìn cũng quá trời là hấp dẫn đi, tấp vô mua ăn thử. Khá là giống với mấy cái bánh ngàn lớp mà bên trong có mochi giống liu xinsu vậy đó. Rồi trời ơi, một cái món mà Mẫn rất là mê và Mẫn nói khi nào qua Thái là Mẫn phải thử cho bằng được, đó chính là món tép nhảy. Đi Thái 2 lần rồi nhưng mà lần đầu chưa có được thử, lần này mới được thử nè. Phần tép nhảy ở đây có giá là 100 bạc một phần. Người ta cho rau, xả, hành tím vào, sau đó là cho thêm nước cốt chanh, gia vị, nước mắm vô, rồi mới dùng cái vợt á vớt tép lên ha, sau đó xúc một chiếc tép rồi cho thẳng vào trong hộp luôn, đóng nắp lại. Lúc mà mới vô hộp á, mấy con tép nó chưa có nhảy nha, mình lắc lắc lên tí xíu á, gia vị nó dính vào người mấy con tép là nó nhảy banh ta lông. Ai mà không biết ăn đồ sống á thì Mẫn nghĩ sẽ không dám ăn món này, nhưng mà ai mà quen ăn sashimi, sushi đồ sống rồi thì ăn món này là bình thường. Thấy một cái quầy bán hải sản với nước chấm sốt Thái á, Mẫn cũng tấp vào mua một phần sò huyết cồ với giá là 200 bạc. Ngoài ra ở bên Thái cũng có một món rất là nổi tiếng, đó chính là thịt nướng, mà ở Việt Nam mình nó cũng hay có thịt nướng kiểu Thái Lan rồi đó, bởi vì phải tấp vô mua. Quầy này thì sẽ bán sashimi cá hồi và tôm sống với lại cá hồi sống ngâm nước tương hay sao đó. Mình cứ đi vòng vòng mua đồ ăn á, sau đó mình sẽ kiếm một cái chỗ để mình tổng hợp lại mình ngồi ăn. U là trời, tôm sống, cá hồi sống, ghẹ sống, thêm sò huyết nữa, hình như là ngâm nước tương hay nước sốt gì á. Nhìn người ta để trong thau mà chảy nước miếng luôn mọi người, mà lúc này không có dám mua nhiều tại vì no rồi. Và có thêm một cái loại bánh này nha, bánh này thấy bán rất là nhiều ở Thái Lan luôn. Ngon nhỉ. Mấy em tôm càng khổng lồ này có giá là 700 bạc một em nè, nhưng mà đợt này bạn mà không có cho Mẫn ăn, đợt sau đi Thái nhất định phải ăn. Cô ca nghe nhạc là nhảy liền. Gì vậy Mẫn, làm gì vậy? Lắc đi. Ủa là lắc gì, phải ăn phải lắc gì vậy hả? Ừ, cái nhảy. Nhưng mà nó chết rồi. Nâng niu, nâng niu. Món này thì ăn cái thịt tép mềm nè, dù ăn luôn vỏ nhưng mà Mẫn cảm thấy nó không có bị lợn cợn cái vỏ tép. Gia vị nêm nếm đậm đà cái vị chua cay mà siêu cay luôn á nha. Kết hợp thêm cái vị mặn của nước mắm nữa. Rồi cô ca đã phát hiện ra quầy đồ chơi. Cảm ơn cô ca nha. Không cho bạn cái con. Để chùi miệng cho sạch, chùi miệng cho sạch đó. Bây giờ ăn mắm không vậy? Không, bậy bạn ăn thôi xoài. Cảm ơn cô ca nha. Di chuyển một hồi thì lại đói, lại quyết định phải xử luôn cái phần sò huyết với lại mắm Thái này. Sò huyết cồ khá to, con nào con ấy ú nu à. Kết hợp với cái mắm Thái chua cay này, cái mắm Thái này nêm ngon nha, rất là vừa miệng luôn. Ngon hơn hẳn cái phần mắm Thái hồi nãy mà Mẫn ăn ở trong hội chợ cái phần gỏi sò huyết á. Đúng chuẩn là mắm Thái chua cay mà cái vị mặn ngọt hài hòa. Rồi dạo chơi no nê xong cả ngày, tụi mình quyết định đi massage chân. Mẫn đã chọn gói massage chân cơ bản trong vòng 1 tiếng, giá là 250 bạc. Massage chuẩn bị sẵn sàng đôi chân để qua ngày 8 tháng 1 Mẫn còn đi concert Blackpink nữa. Clip chi tiết concert Blackpink Mẫn đã đăng rồi nha, mọi người kéo lại để xem nha.